Kính chào quý bạn trên phần, cảm ơn quý vị đã trở lại để tiếp tục lắng nghe và cùng học lời Chúa với một sự nguyện thanh bình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Có lẽ quý bạn xem vào nghe và xem nhưng không quan tâm đến việc bấm nút like. Vậy nếu quý vị thấy bài giảng có được ơn và học hỏi được điều gì, xin vui lòng bấm nút like và để lại một vài lời bình luận hoặc góp ý cho chúng tôi để cho kênh càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta tiếp tục suy gẫm sách Ma-thi-ơ đoạn 15 từ câu 21 đến câu 39. Trong đoạn này thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu chính là một Đức Chúa Trời của đức tin, cũng là một Đức Chúa Trời diệu kỳ hay làm phép lạ, và là một Đức Chúa Trời nhân bội nhiều điều ra. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đoạn này và chúng ta sẽ học được những điều tốt lành mà chính Đức Chúa Trời chúng ta mang lại cho chúng ta. Đầu tiên chúng ta học là Đức Chúa Trời của đức tin. Từ câu 21, Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: Thưa Thầy, truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau ta. Chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện này, dường như là Chúa cố tình đi đến đây. Bờ cõi nghĩa là biên giới của thành Ti-rơ và thành Si-đôn là một thành của người ngoại. Chúa đến cái phần biên giới này. Nhưng mà Chúa đến đây làm gì? Có phải Chúa đến là vì chính người đàn bà này không? Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi Chúa đến đây, Chúa không làm gì hết ngoài cái chuyện mà coi như là làm việc với người đàn bà này thôi. Rồi sau đó là Chúa trở về Galilee. Trở về Galilee. Nhưng Chúa nhìn thấy được một cái hoàn cảnh, một cái tấm lòng, một đức tin của ai đó. Dù người đó là người ngoại, Chúa đi đến đó. Tương tự như cái câu chuyện của người đàn bà Samari, chúng ta biết dân Do Thái không có thích chơi với người Samari. Thế mà thay vì Chúa đi vòng để mà lên Galilee thì Chúa đi thẳng tới, đi ngang qua Samari luôn. Mà Kinh Thánh nói là Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Đây là cái câu chuyện mà người đàn bà có 5 đời chồng. Chúng ta thấy hình như cái đây này, Chúa đi đến bờ cõi thành Ti-rơ và Si-đôn là vì người đàn bà này. Chúa biết người đàn bà này, Chúa hiểu người đàn bà này. Dù ở rất xa. Và chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện này, phải chăng đó là biểu tượng của sự thương xót và ân huệ cho người ngoại? Dù Chúa đến là vì dân Israel, nhưng mà Chúa vẫn có một cái gì đó đặc biệt cho người ngoại và làm biểu tượng cho sự thương xót người ngoại ngày hôm nay. Mà đây cũng là một bài học về đức tin. Chính đức tin làm thay đổi ý định của Đức Chúa Trời. Chúa định ý như vậy, mà đức tin của một con người mà có thể làm thay đổi ý định của Chúa. Và trong câu chuyện này chúng ta thấy khi bà kêu vang thì sao? Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Kinh Thánh nói Ngài chẳng đáp một lời khi bà kêu vang. Ở đằng sau Chúa. Tiếng kêu và sự im lặng của Chúa khiến môn đồ rất bực dọc. Bà thì cứ kêu, còn Chúa thì cứ yên lặng. Và bà cứ kêu vang này, Chúa cứ yên lặng. Cho nên môn đồ bực quá. Cho nên nó mới nài xin Chúa mà coi như là đuổi bà đi. Môn đồ này xin Chúa đuổi bà đi. Bởi vì thấy bà kêu hoài mà Chúa không trả lời gì hết trơn. Bực quá. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa không hề bực bội gì hết trơn. Chúa không hề bực bội vì tiếng kêu của bà. Nhưng mà tại sao Chúa im lặng? Tôi tin rằng là Chúa cho bà một sự thử thách của đức tin. Đó là tính kiên trì. Đức tin, trong đức tin là bao gồm cái tính kiên trì. Bởi vì chúng ta không nhìn thấy, chưa thấy cái điều mà chúng ta đang cần. Nó còn ở trong vô hình hoặc là nó còn ở trong tương lai. Cho nên phải kiên trì. Một người gọi là người con của đức tin, là con cái Đức Chúa Trời, bước đi theo Đức Chúa Trời, thì phải có tính kiên trì. Nếu không kiên trì thì chúng ta sẽ không thấy kết quả của đức tin. Cho nên kiên trì là một khía cạnh của đức tin. Đó. Nhiều người là nói tin Chúa nhưng mà không kiên trì thì không thể nào nói gọi là tin được. Cho nên là bà ta là kiên trì, Chúa không trả lời, bà cứ tiếp tục kêu vang lên ở đằng sau, bất chấp môn đồ bực dọc như thế nào. Chúng ta thấy sự im lặng của Chúa không hẳn là từ chối nữa nha. Nhiều khi chúng ta kêu gọi,
kêu cầu Chúa im lặng, không thấy đáp lời, không hẳn là từ chối, cứ kiên trì. Chưa có kết quả vẫn có thể là một cách để Chúa rèn đức tin chúng ta. Nên nhớ, chưa thấy kết quả thì coi chừng chúng ta đang ở trong sự thử thách của đức tin. Cho nên hãy thực hiện kiên trì, kiên nhẫn. Này. Sau đó là Chúa tiếp tục gia tăng thử thách đức tin. Không phải chỉ im lặng trước lời cầu xin của bà, nhưng mà bây giờ đáp lời bằng cách là gia tăng lên, thử hơn nữa. Ngài đáp rằng ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Trả lời như vậy đó. Chúa im lặng đến những cái Chúa trả lời ta đến đây là chỉ dân Israel thôi, chứ không có người khác, không có người ngoại. Mà quả thật như vậy. Với câu trả lời của Chúa là coi như là thế là hết, kể như xong rồi đó. Kiên nhẫn kêu vang, nhưng mà Chúa trả lời câu cái coi như là xong rồi. Chúa đã lên tiếng, nhưng mà dường như chúng ta thấy rất là thất vọng khi Chúa lên tiếng như vậy. Đấy. Có lẽ người khác sẽ nghĩ thế và thối lui. Đấy. Nếu Chúa trả lời như vậy thì người ta nghĩ thế là hết rồi, không có hy vọng gì hết rồi. Một số người nghĩ như vậy và thối lui. Tại vì về nguyên tắc đó, Chúa đến lúc này, thời gian này Chúa đến là vì chỉ dành ân huệ cho các con chiên lạc mất của nhà Israel thôi, chứ không phải cho người ngoài, không phải cho chó hay là cho chó con. Sau này Chúa nói câu chuyện kế tiếp, không phải cho chó hay là cho con, chỉ dành cho con thôi, chứ không cho chó, cho con, cho dân Israel thôi. Nhưng chúng ta thấy là đức tin của bà không suy sụp nha. Dù Chúa nói như vậy nhưng mà bà không suy sụp đức tin, bà không thất vọng, bà không cho đó là kể như xong rồi. Xong người đàn bà lại gần Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng, không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Chó con là con của người gái của bà đó. Không lấy bánh của con cái mà dâng cho con. Chúng ta thấy không? Chúa tiếp tục đưa sự thử thách đức tin lên tới đỉnh điểm. Đầu tiên là im lặng, sau đó là coi như là nói rằng chỉ có cho Israel thôi. Bây giờ lên tới đỉnh điểm đó là coi như là nói luôn, không lấy bánh cho con cái mà cho chó hoặc là chó con ăn. Chúng ta thấy một cái sự so sánh rất dễ tự ái nha. Rất là dễ tự ái. Mà thậm chí nó dường như là một sự sỉ nhục vậy. Đó là một thử thách lên đến đỉnh điểm về cái sự kiên nhẫn nè, về lòng tự trọng nè, vân vân và vân vân. Câu trả lời này dường như hoàn toàn là từ chối cầu xin của bà, mà còn như là chạm đến lòng tự trọng của bà luôn. Chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện này, Chúa ví dụ không lấy bánh mà con cái mà quăng cho chó, không có nghĩa là Chúa sợ hết phần của con cái, không phải vậy. Chúa là đầy dẫy vô hạn, nhưng mà chỉ có con cái mới được hưởng ân huệ tốt nhất từ nơi cha thôi. Trong cái câu chuyện này chúng ta thấy chỉ có con cái mới được hưởng bánh thôi, được hưởng điều tốt nhất từ nơi cha thôi. Con cái Đức Chúa Trời có quyền hiển những điều, nhất là những điều thuộc linh, những phước hạnh thiêng liêng mà người ngoài không bao giờ có được. Con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải sung sướng điều đó. Người ngoài không có, chúng ta có nhiều điều, và nhất là những phước hạnh thuộc linh, ví dụ như là sự tha tội nè, sự quyền phép. Chúng ta ở trong quyền phép của Đức Chúa Trời, được rồi, được sắm sẵn cho sự chữa lành, sự nên thánh, sự sống đời đời, sự xưng công bình làm con, là vua và cơ nghiệp vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta. Những điều đó là người đời không thể có được, chỉ có con cái Đức Chúa Trời mới có thể có được. Tất nhiên còn nhiều điều khác, không chỉ là những phước hạnh thuộc linh, cả những phước hạnh thuộc thể nữa, chỉ có con cái Đức Chúa Trời mới có thể hưởng được. Này. Chúng ta là kẻ tin. Sau bao nhiêu năm theo Chúa, có thấy những điều đó trong lẽ thật của mà mình đã nghe không? Và hơn nữa, có tin để nhận lãnh những điều đó hay không? Những điều mà quý báu mà Chúa dành cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta không nhìn ra được điều đó. Nhiều khi chúng ta không suy gẫm để chúng ta thấy điều đó là nó quý báu, nó giá trị như thế nào cho cuộc đời của chúng ta. Từ một tội nhân được bước vào trở thành con Đức Chúa Trời và được hưởng mọi ân điển mà người ngoài không thể nào có được. Như chúng ta thấy đó, Chúa cũng đã xác nhận nó có sự một khác biệt giữa con Đức Chúa Trời với người đời. Một sự khác biệt mang tính đẳng cấp. Có nghĩa là đẳng cấp đó, cao thấp đó. Một sự khác biệt mà nó mang tính giống loài. Khi mà Chúa nói là con với chó con với chó, là Chúa đang phân biệt, dường như nó mang tính giống loài. Cách mà Chúa nhìn chúng ta trong cõi thuộc linh không giống như người ngoài. Địa vị chúng ta thuộc trời, còn họ thuộc đất.
chúng ta thấy không? Trong cái câu chuyện này, tại sao Chúa không lấy ví dụ nào khác mà Chúa nói là con, bánh con cái không nên quăng cho chó con ăn? Một cái sự so sánh, nó mang rất là dễ tự ái, nhưng mà thật sự nó mang cái tính so sánh phân biệt hẳn hoi rõ ràng giữa người thuộc về Đức Chúa Trời và không thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sung sướng về điều đó, bởi vì chúng ta là một tân tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời. Nếu mà đem so sánh với người đời, cho dù họ có giàu có bao nhiêu nữa, thì không thể nào so sánh được với chúng ta. Thậm chí đẳng cấp hơn, mà thậm chí là phân biệt giữa các giống loài khác nhau. Một giống loài đặc biệt, một giống loài quý phái, một giống loài cao cấp, mà thế gian không thể nào so sánh được. Chúng ta thấy là người đàn bà thì không hề tự ái nữa. Bà không tự ái. Bà chấp nhận thân phận của mình như Chúa xác định. Chúa xác định là chó. Bà chấp nhận. Bởi vì bà chỉ biết Chúa là ai. Chúa mà xác định là đúng. Bởi vì bà đã tuyên bố rằng lạy Chúa là con cháu của David. Khi bà kêu vang đó, bà nói lạy Chúa là con cháu của David. Như vậy là bà biết rõ Chúa là đấng Messias, là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến. Thì khi mà Chúa xác nhận như vậy thì bà chấp nhận cái thân phận mình là chó. Bà không có tự ái gì hết. Dù là người nha, nhưng mà trong cõi thuộc linh nó có một sự phân biệt rất là rõ ràng. Phaolô nhiều lần cũng nói chớ, Chúa Giêsu cũng từng nói chớ cho chó những đồ thánh, chớ quăng hột treo trước mặt heo. Chúa Giêsu đã từng nói như vậy. Chúa Giêsu đã từng nói với môn đồ, và môn đồ và Phaolô cũng vậy. Phaolô khi viết thư cho các hội thánh, Chúa Phaolô nói là hãy coi chừng loài chó. Chúa đâu nói là coi chó bình thường, hãy coi chừng loài chó, là những kẻ mà coi như là giả danh đến để khuấy rối hội thánh. Người đàn bà lại thưa rằng lạy Chúa thật như vậy, bà không tự ái nữa. Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống, hay chưa? Một câu trả lời rất là hay. Không có phần mà cũng không nên, nhưng mà có thể là bánh vụn nó rớt xuống đất rồi, ăn xứng đáng ăn cái đó thôi, xứng đáng được ăn cái đó thôi, xin được cái đó thôi, xin được để mà ăn cái bánh vụn đó đã rớt xuống, đã bỏ ra, đã loại ra rồi. Chúng ta thấy là trước cái câu trả lời của Chúa, dường như không có cách nào để nhận được điều mình xin, bởi vì chó không được phần trong bánh của con cái. Nhưng mà bà đã đáp lời cách khôn ngoan và đầy đức tin, vừa khôn ngoan vừa đức tin luôn, là xin bánh vụn cho chó con. Bà khôn ngoan là vì xin bánh vụn, có nghĩa là không có phần thì thôi xin bánh vụn. Nhưng mà còn đức tin nữa là những cái miếng bánh vụn rất nhỏ bị loại ra, bị bỏ ra, một ít ân huệ còn sót lại vẫn có thể chữa lành cho con bà, vẫn có thể cứu gia đình của bà. Chứ còn như người khác mà nghe như vậy là thôi thú lui rồi, đi rồi. Nhưng mà nói không, xin bánh vụn trên bàn rớt xuống đất, mà chỉ chút xíu đó thôi cũng là coi như là giải cứu được con bà. Câu 28, Ngài bèn phán rằng hỡi bà kia, ngươi có đức tin lớn. Chúa khen đức tin lớn. Việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó con gái bà người liền được lành. Ý ngươi muốn, con gái liền được lành. Chúng ta thấy Chúa bất khen bà, một người ngoại nha, nhưng mà lại Chúa khen là đức tin lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa đã đưa bà vào sự thử thách qua các nước khác nhau. Ban đầu là Chúa im lặng, nhưng bà không có bỏ cuộc, bà cứ tiếp tục kêu vang. Rồi sau đó Chúa nâng cái sự thử thách lên bằng cách là Chúa cho là, Chúa nói rằng là ngươi không có phần. Ngươi không có phần. Phần này không dành cho ngươi. Thậm chí là coi như là đến đỉnh điểm luôn, chạm đến lòng tự trọng của bà luôn. Không nên làm như vậy cho chó con. Chạm đến như vậy, rõ ràng Chúa đụng đến lòng tự trọng của bà. Và nhìn thấy sự khiêm nhường của bà, nhìn thấy sự khiêm nhường của bà rất là hay. Thật là tuyệt khi được Chúa khen là đức tin lớn. Một người ngoại nha, trong cái, những cái sách phúc âm chúng ta thấy như vậy, chưa một ai trong dân Israel mà được Chúa khen là đức tin lớn. Mà thậm chí môn đồ Chúa còn hay quở trách, người ít đức tin, ít đức tin.
Và bởi đức tin lớn đó mà Chúa nói là sao? Việc xảy ra theo ý người muốn. Chúng ta thấy cũng nhờ đức tin mà bà đã thay đổi ý định của Chúa luôn. Nhờ đức tin mà việc phải xảy ra theo ý của bà mà không theo ý của Chúa. Ý của Chúa là chỉ dành phần cho dân Israel thôi. Vậy mà coi như là đức tin của bà khiến cho Chúa thay đổi ý định, ban cho ân huệ cho bà. Ban đầu là như vậy, nhưng mà khi đức tin đã làm nên điều đặc biệt, đó là thay đổi ý định của Chúa để theo ý của bà. Và nhờ đó hoàn cảnh của bà thay đổi. Hoàn cảnh bà thay đổi. Bà là người ngoại mà được giữ phần trong ân huệ Đức Chúa Trời, mà lẽ ra bà không thể có cái gì đó, bởi vì chỉ dành cho con thôi mà. Cho nên chúng ta thấy vai trò đức tin rất là đặc biệt. Kinh Thánh nói tiếp là cũng một giờ đó con gái người liền được lành. Liền được lành, tức thì được lành. Cho nên chúng ta thấy sự nhẫn nại, kêu vang, nhịn nhục trước lời từ chối của Chúa không so sánh được với việc liền được lành. Cho nên kết quả mới là điều quan trọng. Mọi thách thức của chúng ta, mọi giá trả chúng ta, mọi sự nhịn nhục của chúng ta, mọi sự kiên nhẫn, mọi sự hạ mình khiêm nhường của chúng ta sẽ không là gì so với kết quả mà chúng ta nhận được từ Chúa. Liền được lành, tức thì được lành. Tuyệt vời. Người ta bị bệnh, người ta phải từ từ được lành. Nhưng mà lần này là liền được lành. Cho nên đức tin là như vậy đó. Sự kiên nhẫn của đức tin, sự thách thức của đức tin đem lại một kết quả vượt ngoài mong đợi của chúng ta. Và những cái điều đó nó không so sánh gì hết. Trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 12 nói là sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn, nhưng khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống. Trông cậy nghĩa là mình hy vọng mà nó bị trì hoãn thì làm cho lòng mình đau đớn, nhưng mà khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống. Trong giao ước mới thì chúng ta rất khác biệt. Ngày hôm nay trong giao ước mới chúng ta để ý là chúng ta rất khác biệt. Là con á, những thách thức đức tin đối với chúng ta không quá khó như bà ta đâu. Thách thức đức tin không khó như bà ta. Vì những kẻ tin không còn là chó mà là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải nài xin bánh vụn Chúa. Bánh vụn vì Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, bánh của sự sống đời đời. Trong Giăng đoạn 6 câu 51 nói là ta là bánh sự sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh ấy là ta, mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là ta. Chúng ta là con rồi, chúng ta được ban bánh mà không phải bánh bình thường mà bánh từ trên trời xuống. Dân Israel được hưởng cái miếng bánh là ân huệ chữa lành này kia giải cứu. Nhưng mà chúng ta được hưởng bánh của sự sống vĩnh hằng. Họ được chữa lành rồi họ cũng chết, nhưng mà chúng ta được bánh của sự sống, có nghĩa là chúng ta ăn vào, chúng ta sống đời đời vĩnh cửu, sống vô cùng luôn. Cho nên là con chúng ta không có phải chịu thử thách đức tin quá khó, bởi vì chúng ta là con đâu phải là chó đâu mà phải xin bánh vụn. Thứ hai, chúng ta là con nên đức tin chúng ta không đặt nơi bánh vụn. Chúng ta không tìm kiếm một chút ân huệ như những người, nhiều người ngày hôm nay vẫn cứ làm như vậy. Họ giống như kẻ ăn xin kêu khóc van nài Chúa xin cho một chút ân huệ. Nhiều người như vậy, nếu chúng ta để ý thấy nhiều người ngồi cầu nguyện vậy, kiểu vậy. Không có. Là con chúng ta hưởng trọn ân điển Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Không phải là chút ân huệ nữa. Trọn ân điển dành sẵn. Cho nên Ê-phê-sô đoạn 2 câu 7 nói hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Ân điển mà vô hạn đó nha. Mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là con, cho nên chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta ân điển vô hạn của Ngài. Là con chúng ta không ở dưới gầm bàn nha quý vị. Chúng ta không ở dưới gầm bàn. Chúng ta không kiếm miếng bánh vụn ở dưới gầm bàn, mà chúng ta đang ngồi đồng bàn với Chúa yêu dấu. Vì Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dột cho đồ tôi và chén tôi đầy tràn, tuyệt vời ghê. Dọn bàn tiệc cho con trước mặt kẻ thù. Nó mới là tuyệt vời. Chúa thết đãi con cái Ngài trước mặt kẻ thù. Rồi Chúa xức dầu cho đầu, có nghĩa là xức dầu thơm, làm cho con cái được thơm lên. Rồi gì nữa? Chén đầy tràn.
Có nghĩa là đầy đủ thức ăn, nước uống đầy đủ, nó chén đầy tràn. Tóm lại là sự dư dật, con là được sự dư dật. Đó là lời của Đức Chúa Trời, đó là lẽ thật mà chúng ta tin cậy. Chúng ta đâu phải là cái người mà coi như ăn xin, xin một chút ân huệ đâu. Chúng ta phải tin sự dư dật, sự đầy đủ của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời chúng ta. Là con đức tin, chúng ta không đặt nơi những điều chưa có, mà là đặt những điều đã được ban cho. Cho nên chúng ta phải không phải cầu xin kêu vang, mà là cảm ơn và nhận lãnh. Chúng ta phải nhận biết điều này. Nhiều khi chúng ta cứ nói, thấy vấn đề chúng ta cứ nói là cầu nguyện, xin cầu nguyện cho em, xin cầu nguyện cho tôi, xin cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Chúng ta phải cảm ơn và nhận lãnh đã có rồi, cảm ơn và nhận lãnh. Hãy tin cậy điều đó, hãy bước đi như lại như vậy. Là con thách thức đức tin chúng ta, sự thách thức đức tin của chúng ta không đến từ Chúa nữa nha. Sự thách thức đức tin của chúng ta không đến từ Chúa, giống như người đàn bà này, Chúa thách thức đức tin của bà. Nhưng mà chúng ta không có. Bởi vì Chúa đã sắm hết rồi, sẵn hết rồi, Chúa đã công bố ra hết rồi. Thấy không? Đối với bà thì Chúa nói là không có phần cho Chúa. Còn đối với chúng ta nói là Chúa dành sẵn hết rồi, Chúa làm hết rồi, Chúa hy sinh trên thập tự giá để đem lại hết tất cả mọi sự cho chúng ta rồi. Đấy. Cho nên sự thách thức đức tin chúng ta không đến từ Chúa mà đến từ những hoàn cảnh bên ngoài, là những điều mà khiến cho chúng ta không còn tin cậy như lẽ thật về ân điển mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta rồi. Cho nên tại sao mà chúng ta bước đi bởi lẽ thật, bước đi bởi ân điển? Bởi vì nó dành sẵn, chúng ta tự tin và nhận lãnh thôi, chứ không phải là thách thức đức tin gì nữa từ nơi Chúa nữa. Nhưng mà thách thức đức tin ở đây là hoàn cảnh bên ngoài nó nghịch lại với những gì mà Chúa hứa với chúng ta, cho nên chúng ta bị xao động. Đức tin chúng ta là như vậy. Sau đó là tiếp tục câu chuyện trong Ma-thi-ơ, chúng ta thấy từ câu 29. Trước xưa Chúa Giê-xu từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê rồi lên trên núi mà ngồi. Bây giờ có một đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ khác để dưới chân Đức Chúa Giê-xu xin Ngài chữa cho họ được lành. Chúng ta thấy rõ ràng không? Đoàn dân đông kéo đến với Ngài. Chúa không từ chối một ai đến với Chúa trên. Dân chúng là những người luôn sống trong mặc cảm tội lỗi này, dưới thời luật pháp. Dân chúng luôn mặc cảm tội lỗi, rồi khổ sở vì bệnh tật, thường xuyên bị lên án bởi những kẻ cầm giữ luật pháp. Sống dưới luật pháp nó khổ vậy đó. Làm không nổi luật pháp, phạm tội thì mặc cảm. Đã vậy còn thường xuyên bị lên án nữa. Nhưng mà họ đã đến với Chúa, họ không sợ hãi hay ngần ngại, vì họ thấy khác lắm, khác lắm. Họ đến cách dạng dĩ vì nhận biết được tình yêu của Chúa này, lòng thương xót và ân điển của con Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ mà quở trách ai khi đến với Ngài, không bao giờ định tội ai, không bao giờ là ra la rầy họ là phải ăn năn, phải này phải kia rồi Ngài mới chữa lành. Không có chuyện đó. Họ tin vào quyền năng siêu nhiên của Ngài có thể giải cứu họ, và chúng ta thấy họ không bao giờ thất vọng. Những ai đến với Chúa không bao giờ thất vọng, chỉ cần tin và phải tin mà thôi, bất chấp mọi sự thử thách nào. Chúng ta thấy câu 31 nói vậy: chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng, thì lấy làm lạ lắm, điều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Lấy làm lạ lắm. Họ kinh ngạc điều đã xảy ra, điều mà Chúa làm họ kinh ngạc. Chúng ta thấy đến với Chúa chúng ta luôn phải lấy làm lạ lắm. Những điều sẽ xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của mình nếu chúng ta sống bởi đức tin. Nếu chúng ta biết lẽ thật, chúng ta quyết động định tin lẽ thật và đi theo lẽ thật đó, thì thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta, cuộc đời chúng ta sẽ luôn luôn lấy làm lạ lắm. Lấy làm lạ lắm. Giống như vừa rồi chúng ta nghe những bài chứng ha, những bài chứng đầu năm của Hội Thánh chúng ta. Lấy làm lạ lắm. Hãy tin điều đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Theo Chúa là phải tin rằng là chúng ta sẽ thấy phép lạ, vì Đức Chúa Trời ưa thích làm phép lạ. Hơn nữa chúng ta là con cái của Ngài. Nhưng mà chúng ta để ý tại sao dân chúng lại ngợi khen Đức Chúa Trời? Chúa làm phép lạ, chữa lành đủ thứ loại tật bệnh, tàn tật, đuôi mù vân vân, mà dân chúng đi ngợi khen Đức Chúa Trời. Hay vậy.
Trong văn đoạn 7 câu 18 nói rằng kẻ nói theo ý mình thì tìm sự vinh hiển riêng mình, nhưng kẻ tìm vinh hiển đấng đã sai mình đến mới là chân thật. Và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Chúng ta thấy, kẻ nói theo ý mình thì tìm vinh hiển riêng mình, có nghĩa là tự họ suy nghĩ ra, tự họ nói, là bởi vì họ muốn người ta ca tụng họ. Còn đằng này không có, Chúa tìm vinh hiển cho đấng đã sai Ngài đến. Mọi điều Chúa Giêsu nói hay làm đều vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài là chân thật. Kinh Thánh ấy, đấng đã sai mình đến, nghĩa là nhưng kẻ tìm vinh hiển đấng sai mình đến mới là chân thật, mới là đúng. Không có gì trong mình không công bình đâu. Cho nên chúng ta thấy là Chúa là chân thật. Chúa mới là đúng, là sứ giả trung tín, sứ giả thật của Đức Chúa Trời sai đến, của đấng tạo hóa sai đến, của một Đức Chúa Trời quyền năng sai đến. Cho nên chúng ta thấy, thầy có thể mượn cái chữ của Chúa Giêsu nói là quá thật, quá thật. Quá thật, Ngài là đấng được Đức Chúa Trời sai đến, là sứ giả trung tín. Ngài đáng để chúng ta tin và đi theo. Không một chút hồ nghi thắc mắc nào cả. Bởi vì Chúa Giêsu không có tìm vinh hiển cho mình, mà tìm vinh hiển cho đấng đã sai đến. Không giống như những ông thầy thông giáo và Pharisee, không giống như những người khác, không giống như những các giáo chủ khác, không giống như những kẻ chăn chiên thuê, mà Ngài là người chăn chiên hiền lành. Cho nên chúng ta tin cậy hoàn toàn Chúa Giêsu đã đến được Đức Chúa Trời sai đến vì cớ chúng ta. Chúng ta tiếp, Đức Chúa Trời của sự nhân bội. Câu 32 nói, khi đó Đức Chúa Giêsu gọi môn đồ đến mà phán rằng: ta thương xót đoàn dân này vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Chúa biết cái hoàn cảnh. Chúng ta nên nhớ nè, cuộc sống của chúng ta tưởng là bình thường, tưởng là không có ai để ý nha. Không, Đức Chúa Trời vẫn biết hoàn cảnh của chúng ta hết. Và Chúa muốn nhìn thấy đức tin của chúng ta. Nhiều khi chúng ta lâm vào một hoàn cảnh nào đó, chúng ta bối rối và chúng ta sợ hãi, rồi chúng ta tìm cách chạy vại điều này, chạy vại điều khác. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng là không có Chúa, hoặc là Chúa không quan tâm. Kinh Thánh nói là Chúa biết hết mọi sự. Vấn đề đức tin của chúng ta nó còn yếu kém. Ta không muốn để cho họ nhìn đối mà về, e phải mệt lủi dọc đường. Đói quá mà lủi dọc đường, Chúa còn nghĩ đến cái chuyện đó. Chúa còn quan tâm tới cái chuyện đó luôn. Môn đồ thưa rằng: ở nơi đồng vắng này ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông đường ấy ăn no nê. Ngài phán hỏi môn đồ rằng: các ngươi có mấy bánh? Môn đồ thưa rằng: có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn Ngài lấy cái 7 cái bánh cá và tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phân phát cho dân chúng ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy. Lần này là lần thứ hai, lần trước là 12 giỏ nha. Lần này lần thứ hai. Số người ăn là 4,000, không kể đàn bà và con trẻ. Bây giờ Ngài cho đoàn dân về rồi xuống thuyền qua bờ cõi xứ Magadha. Lần nữa chúng ta thấy là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của sự nhân bội. Tuyệt vời ha. Đức Chúa Trời của sự nhân bội. Trong tay Chúa mọi thứ đều có thể sự nhân bội lên. Chúa tạo dựng nên con người, hai người thôi, và nhân bội lên cho đến ngày hôm nay. Chúa hóa bánh từ 5 cái bánh 2 con cá ra cho 5,000 người ăn, dư 12 giỏ. Bây giờ Chúa hóa bánh ra cho 4,000 người ăn, dư được 7 giỏ. Như vậy chúng ta thấy là trong Chúa Giêsu, Ngài không chỉ chăn giữ chúng ta, mà còn có thể nhân bội mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Chúa vẫn có thể làm điều đó. Cho nên hãy tin như vậy và công bố như vậy, thì chắc chắn sẽ xảy ra như vậy. Chúng ta cố gắng để làm điều gì đó thay đổi trong cuộc đời chúng ta. Nhiều khi chỉ thay đổi một chút là chúng ta sung sướng lắm. Nhưng mà Kinh Thánh nói là trong tay Chúa, Ngài không những chăn dưỡng chúng ta, Ngài còn làm nhân bội. Nhân bội có nghĩa là không phải gấp 2, mà là gấp 3, gấp 4, gấp 5, gấp 6, gấp 100 lần, gấp 1,000 lần hơn nữa. 30, 60, 100 hộp, Ngài có quyền làm điều đó cho cuộc đời của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta chỉ thêm chút là chúng ta sướng lắm rồi. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện, hiệp ý với nhau trong chuyện này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của đức tin, của sự thử thách của đức tin. Thứ hai, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng hay làm phép lạ.
Và thứ ba là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng có thể nhân bội mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta biết theo Chúa và đầy đức tin nơi Chúa. Nhưng mà chúng ta không phải cầu nguyện kêu vang bởi vì chúng ta khác, trong giao ước của chúng ta khác, mà là cầu nguyện cảm tạ Chúa theo lẽ thật. Lời cầu nguyện của chúng ta nó không giống như lời cầu nguyện của dân Israel thời cựu ước, kêu vang, kêu xin, van nài, tự đấm ngực mình, vân vân. Lời cầu nguyện chúng ta khác. Chúng ta là con, mọi sự chúng ta đã được dành sẵn. Cho nên xin anh em hiệp một, Thầy xin cầu nguyện với Đức Chúa Trời theo lời cầu nguyện là cảm tạ Chúa theo lời. Chúng ta hiệp một. Cảm ơn Cha đã ban cho chúng con địa vị để được ngồi đồng bàn với Chúa Giêsu, được hưởng bánh sự sống và mọi ân điển lớn lao mà người đời không thể có được. Cuộc đời chúng con là một cuộc đời phi thường với đầy dẫy phép lạ khiến người ta phải kinh ngạc. Chúng con như cây sai trái, kết quả theo thời tiết. Mọi sự chúng con làm đều được thịnh vượng. Mọi sự chúng con có đều sẽ được nhân bội ra để chúng con trở thành xứng đáng, trở thành nguồn phước cho nhân loại này. Nguyện Cha được vinh hiển qua danh Giêsu và qua cuộc đời của chúng con luôn luôn. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa tuần mới dư dật tràn đầy ân điển của Chúa mà mọi sự đều được nhân bội ra. Shalom.